Thưa quý vị, tục ngữ có câu là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn bao dung. Đó là những cái câu mà coi như là dựng vợ gả chồng đối với thế gian. Còn đối với nhà Phật chúng ta, đối với đạo Phật chúng ta, đối với những chúng ta là người Phật tử thì sao quý vị? Quý vị có cái tiêu chí gì không? Nó trai khôn thì tìm vợ chợ đông, ngày gái khôn tìm chồng mà giữa chốn bao quân. Bây giờ mình Phật tử mình có cái tiêu chí gì đây để đi tìm vợ đây? Cho nên như Dũng sẽ nhắc nhỏ cho quý anh trong này, hiện tại trong hội trường này có anh nào độc thân không? Ráng cố gắng nghe lời Nguyên Dũng và về học thuộc kinh rồi đến đây sẽ được vợ. Thưa quý vị, đó là vở kịch thuộc kinh mới lấy làm chồng do nhóm đạo ca gia đình Phật tử Quảng Đức cũng như là nhóm đạo ca của chùa Quảng Đức trình diễn và phục vụ cho quý vị. Và xin quý vị cho một tràng pháo tay cho nhóm đạo ca Quảng Đức. Buổi cảnh xảy ra tại nhà của bà quả phù Tôn Thất Đức. Bà ta mở cuộc thi kẻ chồng cho cô con gái. Bà cô đánh giá người bàn đào trong chùa sẽ đứng ra tuyển chọn dùng. Bà nàng xuống cái con dâu nó lo túng quấy, thạc cho
với bó kia nhon. Tôi lo thôi, to mó lên làm với bộ thóc tư ân chùa quán đất đây. Đúng rồi. Lần đó muốn khác bố như kia nhon nó cũng cho hay nha. Đúng rồi, chứ ngồi đó mà trông chờ con dâu ha, sợ một cây còn chưa có, cho nó mà đợi tới ba cây. Đó, tôi cũng nuốt y tròn như rứa đâu sao. Nhưng mà ông bà không chịu tin sao vậy? Thì còn nó nho thì rẻ bọt mà mình, vợ mình nó kiếp dữ nữa. Anh sao sao nghe họ đồn á, là bà chủ nhà này đó ha, tên là Tôn Thất Đức, cho bộ bà ta ăn ở ác đức, ác đặc lắm hả? Tôi cũng không rành ba cái chuyện đó, nhưng mà tôi nghe đồn cái bò này các cái việc rượu ghê gớm lắm. Là gì? Cái gì mà ngoan ngoan phu nhân đó hỉ à, là thắng mang phu nhân rửa bà ta từ bi lắm. Làm gì câu rè đi kiểu của bà là giả mang phu nhân. Trời ơi, tôi nghe nói hả, bà có động trời động đất cũng ai chịu thấu hết á. Hèn chi nè, họ còn đồn đó ha, ông nhà này đó mà khi cưới bà ta về sự chứng kiến luôn, đến đổi á khi mà đẻ đứa con gái đó ha, thành tên là Tôn Thất Kinh Đế. Trời ơi, mà bò ni á còn lo ở chỗ là chỗ nào, kén chồng cho con mà đem không có chọn người để trơ như ri nỉ. Sao cha tự tin dữ vậy? Có địa vị danh vọng nỉ, trời giàu son nỉ, mà lại chọn thổ kinh cho thiệt vũ đó nỉ. Người ta tu cao siêu nên ngộ ra, còn cái bà này cũng biết tu cái kiểu gì mà biến thành ngộ ngộ vậy không biết nè. Không phải vậy đâu các cháu ơi, bởi vì quý thầy dạy khi vào chùa là nên bỏ tất cả sắc đẹp tiền tài nhanh vọng ở ngoài cũng chùa hết, mà ăn ngu nhiều nặng quá tôi không có nổi vậy chưa à. Vậy bây giờ tôi mà thấy ai tu không nổi đó là tôi biết vì sao rồi đó. Hờ âm biết thầm sao ngày xưa vua Trần Nhân Tông vua hoàng với đâu giết họ, còn tụi mình bây giờ to đồ bỏ mà cứ ôm thư thư như bò nữa. Hèn chi tu hầu mà vẫn thấy hát nẻn trình trách à. Tu cái kiểu chuyện thì nhỏ xíu à, mà cứ xé cho to, cho bự, cho lớn thì nặng là phải rồi. Nó cũng đẻ cho dẹp lép á, là may phước lắm rồi. Mấy cháu mà biết được như vậy là tốt quá rồi. Dạ nè, thôi mời cô xong cái chuẩn bị cuộc thi. Dạ, dạ. Nè, chuẩn được sáng tập y tá, con sẽ rạng rồi dòng vệ cho nhiều nhà, nhà nhà khác con. Ôi mà ơi, suốt ngày cứ hời hời, rồi rắn rắn, rượu rượu, cũng mệt quá. Mà cho con tham gia quạt đức đào cá, thì con học cái hay cái tổ của mẹ ông trong nợ. Ráng mẫn đi học thì mất gốc mất rễ, bỏ tổ đức mẹ ở chứ tè. Mất gốc mất rễ, nhưng còn cầm với lá xà đỡ được rồi mà ơi. Thôi, mình đi ra lẹ lẹ đi, coi mắt mấy anh chàng con đâu quá chừng đi nè. Đi, chứ mẹ nồi con dặn con ra rắn, khi gặp trái thì ra rắn. Con biết rồi. Gì? Chứ đứa tay mà bực cọt ngọt. Ừ. Chứ thương ấn mà đừng ruột. Cũng phải dạ đò ngọt lớn. Mày giỡn em kỳ thế. Thương tức ruột thì chết queo rồi. Rửa thì tìm được bà bá cầu đi không nha. Thì mũi biết rồi đó. Trong chùa, Phật tử Nam đem trên đầu nắm tay à. Mà nếu có mấy ông còn là bô lão hoặc gần đất sát trời nó trớn trội rồi. Ừ, em thích quên không đây kỹ đó, phải như là anh Nguyên Dũng á, lục lọi hết trong những phật tử tuyển chọn cao tua lắm mấy cái ba mẹ này đó. Dạ thì em quay mặt ba cầu đấy. Cầu đi ngồi bồ chắc là cầu hẩm rồi, nhìn cái tượng bả thì chí cũng dư thừa rồi thế. Dạ thưa bác, không giấu gì bác, còn đàn tài Phật dữ lắm đó bác. Thì con bị bệnh máu trong mỡ, đi quên mỡ được máu cho bác. Dạ nha, thì anh phải ráng các nguyện ăn chay trường luôn đi. Để dầu trong máu, dù sao cũng đỡ hơn là mỡ trong máu đó nghe. Còn cầu đi chắc là bị sinh thiệu thả cái rắn. Người nhọc sĩ rửa, tưởng tả với gì, rồi làm rắn xấu đi mà bảo về vờ con. Xin bó yên tâm, con tí nhỏ nhưng có vò đó mắc nợ.
con cái nhà ai đẹp trai phố hầu rửa về nhận là mà cháu đẻ được được con như gì và sẵn cô hai cũng khen tinh tự là hỉ. Dạ thưa bác, má cháu tu cũng học cầm rồi đó bác ơi. Tu mà học cầm đó hả, là tu bị trọc đường rầy rồi đó. Anh coi cụ tâm thái hàng xóm của tôi kìa, chỉ nhiếp tâm tu niệm Phật thôi mà an lạc vô cùng luôn. Cháu là con của cụ tâm thái đi răng mà đi răng gì rửa. Để bắt đầu cuộc thi tụng kinh, các cậu cho biết lý do vì sao các cậu học tụng kinh giỏi như vậy. Mời cậu. Dạ thưa hai bác, xin tự giới thiệu, cháu là giám đốc công ty mai táng, nên cháu thường tham dự các buổi hội niệm, riêng rồi cháu thuộc kinh lúc nào không hay đâu bác. Dạ thưa hai bác, hồi nhỏ cháu tưởng cô chùa tu sương lắm đó, nên một hờ đùa đi tu cho bạn nữa à. Vô đâu được một hờ ba mùa trên á thì thấy hát phiền quá trời luôn, chịu không nổi nên chùa vệ lẹ luôn đó. Nhưng nhờ đứa mà cháu thuộc kinh cũng khoa khó đó bác lệ. Dạ thưa hai bác, dạ nhà cháu á nằm sát ở bên chùa Bảo Dương, ngày nào hết sư ông tụng kinh rồi đến sư thể viên tụng kinh, cho nên cháu mà không thuộc kinh mình là lạ đó hai bác à. Lý do thuộc kinh của cả cậy là chi chi mô mô rửa. Tụi cháu thuộc hòm đọc có hòm hiếp mà bác. Dạ chả hề đụng hàng với ai đâu bác ơi. À, vậy thì cuộc thi tụng kinh bắt đầu, các cậu chỉ trích những đoạn kinh nào các cậu tâm đắc nhất. Cái cậu này nó đã vào vòng chung kết nên thuộc hết tất cả các kinh căn bản rồi. Dạ. Mời cậu trước. Dạ. Dạ thưa hai bác, nếu không có Đức Phật thì chúng sanh luôn ngụp lặng trong bể khổ lầm mê, không đến được con đường giải thoát và giác ngộ. Nên cháu rất thích bài kinh Tán Thán Phật. Cháu xin trích đoạn. 32 tuổi to vừa mới chiếc tuổi xuân, lòng từ ái cực thường, chi số trần quá mạnh, ngay vàng huyết trăng tìm lối xuất gia. Sau năm khổ hạnh đường nhà bảy pháp kiến linh thì to chứng thành đạo quả hạnh phục ma binh ba cõi điều dạy tiến quan nhân môn gia coi nhờ thế đồ. Con mệt quá. Dạ thưa hai bác, dạ theo cháu, không có cha mẹ là không có mình. Cha mẹ được ví như Phật tại gia, cho nên cháu xin trích đoạn kinh Du Lan báo hiếu ạ. Hồi niệm cho mấy kiếp cha mẹ chúng con dụng nhiều mưu pháp, còn tại thế thân tâm nghe hộ pháp, niệm tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa chóng thành Phật. Quá wow. Tôi chừng nước hơi anh đi. Dạ hơ bác biết không, trong tất cả chúng ta cũng đều có pháp Phật. Quan trọng là mình có chịu yên tâm tu để thành Phật hay không. Thì ngay cả cái bò hoàng hậu bỏ tét thở đó, ấy vậy hoàng hậu bỏ cái thiệt có một đời lòm không biết bố nhiêu biết tay trời, nhưng cuối cùng cũng đã thốt tay mẹ Phật là thọ với cô xấu nói gì màu chẳng còn muốn cái mà có tiền cầu, còn ai nghe thấy chuyện là trì tụng quyền nó rõ như lên như anh nhiễm màu. Trời ơi không nghe ổn quá. Câu mố cầu nãy phân tích thì nghe mình rất có tình và lý, nhưng mà cái dòng tùng kính nghe nó ở quái ghê quái không khẩu. Tạm tạm thôi chứ muội cứ hướng giống như dòng thượng tọa nguyên lại là dòng tụng solo của giáo hội mình, làm sao mấy cậu này bị cho được. Dạ nãy giờ của cháu tụng ký gan ô nguyên tạng đó chứ. Dạ đúng rồi, nhưng mà hồi ô còn làm chú tiểu ở trong chùa đó bác ạ. Mà bây giờ để thay đổi không khí, má cho mấy ảnh hát hò gì đó để thể hiện tình cảm dành cho con. Cô có biết ai thương con nhiều hết chứ. Tổng canh mới khó chứ hót nhỏ đời chỉ là diễn nhỏ. Đúng rồi, nhỏ như con thỏ hay hụt vậy. Mời các cậu biểu diễn đi. Để tôi trước. Để tôi trong đôi mắt anh sáng mai cũng không thành sự thật. Sao vậy mà? Trong mắt anh ấy, con là tất cả mà. Cái mặt này con, đôi mắt
là cái gì? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Giờ thì cái tấm hồn thanh biết là quả sức nghèo nàn eo ù, nó chỉ chịu mình con. Còn ống bài cha mẹ thính băng quyển thuộc hẳn bò chùa bố. Dạ, con để ở bên cửa chính đó ba. Người ấy chỉ là cửa sổ mà thôi. Thôi ra tới thì tôi là chưa ý hoa chưa nở. Mà chứ tôi hỏi cầu chứa gửi hoài con gái nhà người ta mà cầu rồi đem về chứ mô cầu chưa về học lại phóng tục tập quản và ông ba mày biết hỉ chưa để tôi hút cửa chó anh lòng đi em anh về quê người ta xe phở roa rì á hay ít roa thì cũng đen ly đen liếc hay mẹ sợ đi lắm chứ hầy ăn chắc mặt bợn con ơi dạ. Ba cái xe phở ra rì ra rít á toàn là đồ mướn không à, mà nếu không á thì đại gia mới có, mà đại gia là đa giải đó con. Đúng rồi, đàn ông á một thử dài thôi là mình cũng đã chết ngắt rồi. Mà vì gì đấy đấy chứ là hai thử tóc trên đầu, nhìn người không có sai mô. Bà thư chứ hai thư nào còn tóc đương đường chi. Con gái con nửa chi mà ăn ngoài nó không lọt cái lỗ tai. Nó là con nhà ông mà mũi. Mà cái con ấy hẳn không giọng lắm mà cũng chẳng giọng cảnh chi nè. Con đâu có phải chim đâu mà mái đầu giống lòng giống cánh chứ. Ông bà mà ngày xưa dạy á, dạy rách á cũng phải giữ lễ lề. Chứ á dạy con ngót làm rửa mà tụi hẳn đếm xẻ cái vách chơi. Lập trẻ bây giờ ảnh ngạn quái, tôi không tìm chồng cái hạng làm sống được. Nhưng vô tri bất ngộ, không hiểu là sao mà thương yêu nhau. Mùi á cứ để cho tụi nhỏ tự tìm hiểu nè, quyết định mình tạo điều kiện tốt cho chúng gặp gỡ là được rồi. Mà yên tâm rằng mẹ nội dặn con nên chọn ai mà hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Con á mà có vô duyên cách mấy hả, người ấy cũng thương liền là ok thôi à. Dạ thưa bác, cái thời buổi này cái cảnh đó mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nó cổ lỗ sĩ lắm rồi bác ơi. Dạ chính xác điều đứa đó, nhất là mình đó ở cái xứ Úc này đó bác hả. À, bác nè con một chút ăn họ lé xì bồn một chút á cho khẹt khẹt qua đó nghe thở lắm đó bác. Dạ bác mà khó quá con sợ một miếng trầu theo bác cũng không có mà ăn đó bác. À mày cầu đòi đa đơn chưa, đòi sửa cái miên chưa, sau khi mày cầu lập gia đình rồi á thì mày biết được nỗi khổ của cha mẹ khi dạy con cái. Viên ngọc mà không mài không dũa thì làm rắn mà sáng, con người mà không tu không luyện á thì làm rắn mà đen. Các cháu biết không, cọp chết để da, người ta chết để tí, mình còn phải sống làm sao á để khi ra đi á để lại tiếng thơm cho con cháu, đặng chúng nó có thể ngẩng thẳng đầu sống với đời với đạo. Các cháu hiểu chưa? Dạ cháu hiểu rồi. Đi rồi bây giờ ai chọn con? Đi quên, con chọn ai đi mà? Thôi đi tu cái sự đi con. Xin mẹ. Dạ, con là Tâm Hương. Dạ, Hoàng Hương. Dạ, Nguyên Giá. Nguyên Thị. Dạ, Nguyên Nhật Thơ. Dạ, Quảng Tình. Xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị muốn vỗ tay nữa thì cứ vỗ tay, đừng để